đi ra ngoài xong cái đi vô xây sẫm mặt mày hết thấy đường luôn á, nó kiểu như nó nắng á, vô đây hết thấy đường à. Để đi em dẹp á, mà chưa kịp dẹp đó, giờ xay đậu đây. Nay ông xã Ngân ông uống đậu thập cẩm, ai cho ông uống. Cái ghế đó nó mỏng quá, hàng nó cũng bị cá chạch chiên, cá chạch chiên hơi bị non. Bữa nay á ông xã Ngon ông giảm cân á, ông ốm dữ lắm luôn. Cái kỳ này Ngon nấu ba cái nước đậu này cho ông uống. Nói chung là mấy bữa nay giảm cân đủ thứ hết trơn, uống nước đậu đen nè, rồi Ngân có mua cái máy gung á, sáng nào cũng bắt ông lên đó ông gung nửa tiếng hết trơn á, rồi ăn kiêng. Hôm nay thì sai sữa này không phải sữa đậu nành nha, sữa này là đàn ông, sữa đậu nành là đàn ông uống không được, nhưng mà mình sẽ uống sữa đậu đen nè, đậu trắng, rồi tùm lum hết á, tùm lum các loại đậu hết trơn trong đây, thập cẩm luôn. Gạo lứt luôn, con bỏ đây con xay cho uống luôn. Một ngày vậy là con nấu cho uống, cho một ngày là chú chỉ có 2 ly thôi, nhưng mà bữa nay con nấu nhiều con uống luôn. Mình uống giảm cân là mình không có để đường nha. Này là con chưa có để lá dứa vô, chút xíu con để hai lần hai lá dứa, bỏ lá dứa vô cho thơm. Bây giờ mà mình mập mập á, mình mệt á, nhiều khi á, cho ông ra ông làm chút xíu vô cái ông nội ông thở, ông mệt á, có cái bụng mệt á. Từ ngày mà cái bụng nó giảm tới giờ á, thấy ông khỏe hơn, chịu khó mình ăn kiêng với lại mình tập thể dục. Giờ xà lan mình ở trong đó đó, hồi sáng mới vừa dời ra luôn, bây giờ là chung vô lại bỏ vậy ác thiệt luôn. Có một xe một rồi phải nhiều xe cũng không nói nữa, mà bữa giờ con ở đây con nhận rồi, con dời ra 2 lần rồi đó, không có nằm tại bến mà dời ra dời vô. Em cũng không biết nữa, em thấy xém xém à, thấy cũng cặp sát đít không đó. Sau này
lấy mũi vô đi, đi lọt anh ơi, lấy mũi vô đi lọt rồi đó, lấy cái mũi buộc lấy mũi vô buộc cộng dây nước lớn trước nha anh hai, cộng dây nước lớn trước. Đổi con dây, đổi con dây đó làm dây nước lớn đây. Dây này dây mũi nè. Kìa nhờ anh buộc giùm cái trụ đó đi. Tới nữa đi anh, tới sát luôn rồi. Tới sát luôn đi mới được anh ơi. Anh buộc giùm em vô trụ đó các anh. Ủa đây nè anh hai. Tới nữa đi anh, tới nữa đi anh, chưa lọt. Từ từ đấy, từ từ. Cộng này quan trọng nhất nè. Tới nữa anh ơi, nữa đây sát luôn anh ơi, chưa lọt anh ơi. Sát luôn, sát luôn, sát luôn. Đúng rồi. Bây giờ mở hầm. Nắp nắp máy à Tèn? 234 phải không? 43 là nắp 2 à? Chưa. Xà lan ông bây giờ nhận hàng gần xong rồi. Còn khoảng vài gào nữa là xong rồi đó. Xe cuối cùng ông xã Ngân bây giờ đi lên bờ để mà làm thủ tục rồi. Hiện tại Ngân đang ở cảng Bồn Bồn Bến Lức nè. Đây. Đóng cám này nó cao luôn rồi. Bây giờ chiếc này Ngân chở có 1000 tấn rồi mà thấy hơi khổng mũi nha. Cái lái hơi nhỏng nhưng mà không sao. Thà Lan của mình nhận cái lái nó cao cao á, thì khi mà mình đi sang Campuchia mình đi nước ngược á thì nó nhẹ nước. Còn có khoảng vài gào nữa thôi à. Xong rồi. Mình nhận nó thì cũng rất là lâu luôn á, nhưng mà lần đầu tiên Ngân thấy làm hàng cái kiểu này nè, cẩu qua rồi xe ủi gom xuống. Bây giờ là ở trên mấy chú công nhân đang vét lại, vét gom lại á. Cái gào này vô vô ghê lắm cả nhà, giờ đứng mình né. Hiện tại bây giờ là nước đang lớn luôn. Những cái phương tiện bây giờ người ta đi vô rất là nhiều luôn á. Đi từ cái hướng ở ngoài sông Vàm Cỏ Đông á, người ta chạy về cái hướng ở trên Tây Ninh, hoặc là vô trong Long An người ta giao cát đá ở trong á. Lục bình trôi nè. Ở trong này lục bình nhiều lắm. Rất là nhiều lục bình luôn. Mình đậu mà cái đít mình nó vô ra nước rồng. Giống như mấy cái chiếc xà lan này nè, là hứng lục bình á, lục bình nó tấp vô lái á. Đồng chưa Hữu Tiền? Nghiêng bên nào? Nghiêng ngoài hả? Nghiêng bên nào? Nghiêng nhiều không? Ít thì kệ bà nó đi. Còn khoảng 2 gào cuối cùng nữa. Sắp xong rồi cả nhà ơi, chuẩn bị kết thúc chuyến hàng rồi. Rồi một gào cuối cùng nữa. Xong rồi, xong rồi. Hả? Bây giờ thì anh hai con có Hữu Tiền cũng cuốn bạc luôn. Cái bạc này á, mình che cái bạc này để cho mình hứng cái hàng. Ê, chân gấp. Giờ mình xếp rồi mình đem dẹp luôn.
cái xà lan mình chuyến này mình nhận có 1.000 tấn mà, cho nên là nó cũng không có đầy, nó còn trống mà. Nhưng mà cám bắp này nặng nha. Ngân nhớ có lần Ngân chở chuyến cám bắp đó, Ngân nhận có 1.000, 1.100, 1.200 gì đó mà nó đầy xà lan luôn. Bây giờ thì còn trống nhiều nè. Giờ đậu chiếc nào, đậu đâu anh? Giang đây hả? Rồi bây giờ xà lan Ngân vô. Cảm ơn mấy chú nhiều nha. Dạ. Vậy hả? Chưa có làm giấy tờ gì hết trơn cả nhà ơi. Bây giờ xà lan Ngân dời ra trả bến cho xà lan khác ta vô làm. Chưa có kịp đóng hầm luôn rồi nè. Đó, ông xã Ngân chỉ mới lấy phiếu công thôi à. Tiền ơi, ra làm sao canh lái cái đi cưng. Sao canh lái đi, không lọt là chỉ tới nha, còn lọt thì đẩy ra luôn đó. Bây giờ xà lan Ngân ve ra luôn nè. Quá trời đậu bích chịch hết trơn á nhờ ơi, bích đầu bích đít hết trơn luôn á. Bữa nay anh Tiền nó biết đi gần sau nó canh lái rồi đó, chứ lúc trước nó đứng ngơ ngơ hỏi nó không biết gì hết trơn. Bữa nay là ổng cũng được được rồi đó. Canh nó có chiếc nào cái à, chiếc ở sau lưng Ngân á. Ủa bên chiếc ở trước mũi Ngân, chiếc này chuẩn bị ve xuống rồi hả? Đậu đâu nó vừa vô. Ờ cái cảng này là vừa khích luôn chứ không có chỗ trống á. Chiếc nào là vừa chiếc nấy luôn, bằng mũi bằng đít hết. Giờ ông xã Ngân đang bật cái mũi ra nè. Ôi cái chiếc này đề máy rồi nè, thấy mũi ra nữa đi anh ơi, thấy mũi ra đi. Ta cũng đề máy luôn rồi đó. Lấy mũi ra. Lọc chưa? Rồi, đứng xích vô coi. Rồi đi vô trong cabin đi, vô đây.
đây trái cây nè, chị Hai mua. Đây nè, ngay chế độ này xuống là dễ xuống nè anh Hai. Đây, con đây xuống đây. Đứng ở đây, đứng ở đây từ từ chân nha. Của mình chứ hàng nhiều nó hơi. Thôi, vậy là nhẹ đó anh em, 1600 chở có 1000 thôi vậy đó. Được không anh? Chị Hai nè anh Hai. Bê 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 chị Hai. Bê. Chị là anh bê. Đứng ở chân. Ờ đúng rồi anh Hai. Chân lắm rồi. Cái gì tạo rồi cái gì đó. Kia đi cho nó đỏ vô. Sợ không con, sợ không? Nay không có dạy hả chị Hai? À bữa nay không. Dạ. Đợt này ấy. Chỉ thì có thi thôi. Dạ. Dịnh nha, dịnh nha. Có mấy học bắp trơn lắm á. Bây giờ là chờ cho anh Hai ngon với hủ tiền chút nó quét dọn mới đóng hầm lại được. Đây. Mấy cái cám nó dính ở trên đường gầy nè. Ốc bu nè, nướng nữa rồi, trộn lên đi rồi chứ xíu rồi mình nướng ra nướng miếng tiêu, với lại tôm nướng luôn. Làm để làm nước dừa hay gì đó cũng được. Ừ, muốn làm gì làm, hấp nước dừa hay nướng gì cũng được. Cái gì? Tôm, tôm hả? Nguyên thùng tôm đó luôn hả? Nguyên thùng tôm nè, còn này nè để chút xíu nữa làm ốc nướng tiêu. Chỗ này chị Hai mua đầy đủ hết trơn rồi. Tại vì á, ngon ở đây á, mấy bữa nay ngon đâu có đi chợ. Mượn xe mấy chú bảo vệ á, mà không ai cho mượn xe hết trơn. Nói là xe không cho chạy trong cảng rồi không có mượn xe được của ai đi chợ bù rồi chị Hai. Nè này ốc bu này nè, bù chúng ta đi đi luôn không đây đi luôn á, bù nè. Sao sao con có thời gian đi cháy phố, đi cháy phố hả? Cái đó là những người trên đất liền, còn mình là cháy xong. Đây đây, lại đây con, lại đây ở đây con. 20 triệu ngon quá mẹ. Lương 20 triệu. Xin lại đây con, đây là con nuôi của ông xã Ngân nè. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Còn đây là Quân nè. Chú. Đây. Cưng dữ lắm. Hôm nay còn có anh bạn lần đầu tiên xuống trải nghiệm cuộc sống Xà Lan sông nước nè, cảm nhận của anh như thế nào khi xuống dưới này anh? Lần đầu tiên được xuống Xà Lan rất là thích. Mình là người miền Tây rất là thích sông nước, mà hôm nay lại được ở trên Xà Lan trải nghiệm sinh hoạt sống ở trên Xà Lan đúng là rất là tuyệt vời. Đang chuyển lên 20 triệu tháng rồi đi không? Đây. Thôi anh thì xuống hoài đó. Tại vì mấy anh này là ảnh ở trên bờ mà ảnh cứ lén anh coi kia cái kênh Kim Ngân, ảnh khoe với anh hoài. Anh hôm nay anh cũng giấu, anh đâu có nói. Hôm nay anh mới khai thiệt, anh dẫn xuống đây luôn. Còn một ông nữa, ông kia cũng coi mà giấu, rồi cứ nhá anh hoài. Anh nói coi kênh Kim Ngân đúng không? Nói sao biết, rồi nói bữa nào cho gặp. Này bữa nay là anh này anh gặp, anh này anh là giáo viên, anh dạy tiếng Anh, chuyên môn đi tour quốc tế khách Tây. Ngày mai là sáng đón đoàn 45 khách nữa kìa. Biết bơi không anh? Biết bơi. Biết bơi rất là giỏi. Biết bơi giờ đi Xà Lan không sao. Anh này anh quê Tiền Giang mà. Dạ. Biết bơi đi Xà Lan thoải mái rồi. Cái gì cũng biết hết, chúng nó đi cano này, đi đánh cá nữa. Bữa nay thì mà anh ở chiều anh về đúng không? Tới tối về đó đi đánh cá được. Phải ngủ một đêm tới sáng mai mới đi đánh cá được. Thôi để dịp nào có dịp xuống đây lâu mình chơi lâu á, cái mình đi săn bắt hay lượm. Bữa nào mà đi theo kiểu mà đi ra ngoài da á. Ra ngoài đó nước cạn đi. Con đi ra ngoài nha con. Đi hào rồi đi bắt cá. Đứng từ đó ngó được xe con đi. Ừ nhưng mà con đừng đi ra ngoài đó nha. Ở trong cabin nha. Anh Hai đâu? Thích không anh? Đây nè khái ơi. Anh có xem cái kênh YouTube của Ngân nè, anh có xem kênh TikTok của em không? Có luôn. Anh có xem mấy cái kênh của Ngân. Ai xem những cái kênh YouTube hoặc là kênh TikTok cũng thích cái nghề Xà Lan hết trơn á. Thích đồ ngầm mà giấu. Không khai. Đây rồi giờ đi vô bếp coi bà chị của Ngân đâu rồi. Đâu chưa làm gì. Chị Hai làm món gì rồi chị Hai? Mới có rửa trái cây thôi cả nhà ơi, chưa. Ốc quá chừng luôn nè. Con này con lấy chà bá luôn. Ốc bu này mua từ ở Sài Gòn đem xuống Xà Lan. Chứ không phải là ốc miền Tây. Chứ không phải ốc quá. Cái nồi này lâu dữ lắm luôn, nó nấu rồi. Cái kiểu này bị
Rồi bây giờ là cắt xả nha. Cắt xả bỏ ốc vô luộc nha. Bữa nay á, anh hai chị hai Ngân á là xuống Thái Lan chơi, ngày mai mới về. Tại vì nay cuối tuần nào, với lại thứ hai Ngân mới có thủ tục giấy tờ Thái Lan đi lần. Mấy bữa nay lên đây đậu lâu lắm rồi. Đậu bữa tới giờ lắm. Coi cái gì bên trong nha. Đây, 1, 2, 3. Wow, tôm càng. Tôm càng các ơi. Nè. Ngon ngon nha. Nè. Ôi cái camera này quay dữ. Quay chăm chút quá mà. Rồi quay xa ra xíu nha, quay xa xíu nha. Nguyên một cái thùng tôm luôn các ơi. Tôm càng không luôn á. Mỗi lần mà anh hai chị hai xuống Thà Lan là có lộc ăn. Lần nào xuống cũng có lộc ăn hết trơn, nó quá trời luôn, đảm đảo rồi. Cái này để chút nữa chặt cái dừa ha hai. Đụng cái dừa ha. Ôi nãy giờ caramel quay clip nè. Cảm ơn con nha. Rồi. Đây. Cái này là nồi ốc. Mở ra cái này. Ốc luộc xả. Wow. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đem lấy cái gỗ cho anh hai đổ ra. Bên đó đó anh hai. Trong cái thau á. Dạ. Dạ em nuôi 3 con. 3 con mà mấy bữa nay cũng tội nghiệp nhận hàng nè, nhốt nó hoài ở trong chuồng vậy đó. Tới chiều tối em mới thả ra. Nóng nóng anh có cái nồi nhắc anh hai. Đổ ra chút xíu nữa, món này chị hai sẽ làm ốc nướng tiêu. Ốc bu nướng tiêu. Đó. Hấp dẫn nha. Trời ơi, ốc con nào con nấy biết nói chuyện luôn anh hai. Hôm bữa em thấy ở trên mạng nó bán ốc, ốc gì, ốc 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 gì mà ốc mà người ta để trên khô á anh hai, gọi là ốc gì em quên rồi. Không phải ốc núi, ốc gắt bếp. Đúng rồi, ốc gắt bếp. Mà em thấy con ốc mà em thèm luôn á chị hai. Kiểu như nó đều á. Thì con ốc đó cũng là ốc này nè, nhưng mà nó để lên. Dạ. Đây bây giờ chị hai đang làm cái nước sốt tôm chắc được rồi, chị hai tắt rồi chị hai. Tôm rồi, để hầm lại. Xong rồi cái chai dầu ăn. Dầu ăn trong đó luôn. Đây phải không? Dạ. Cái này hả? Dạ đúng rồi. Chị hai đang làm cái nước sốt tiêu. Để chút nữa làm ốc nướng á. Trời ơi nè, được rồi nè. Chưa, chút xíu. Đây. Bây giờ anh hai trải nghiệm đi chạy cái chiếc Bo Bo mini nè. Cho anh hai với anh Hiền xuống luôn, hai người. Chú Hiền người miền Tây cho nên là cứ yên tâm. Nhưng mà kỳ này đi rút kinh nghiệm mấy rồi kỳ trước nha, có bỏ cái áo phao dưới đó. Mấy kỳ trước đi bị la quá không bỏ áo phao, bữa nay rút kinh nghiệm rồi. Rồi sao mở này ra? Không, để hồi hạ cho nó có cái. Dạ để đi lấy cái canh xăng cái. Để em lấy canh xăng cái mới được. Anh hai ơi, chút nữa chế nhiêu chạy nhiêu nha anh hai. Em mới thấy cái chiếc mà dít kia nó chạy mà nó chắc cua sao mà chắc. Chú ơi, khoái ăn dừa nước. Ê quên nó này là cái dừa, quên nó dừa nước. Chút nữa để ba đi chặt dừa nước về cho ăn. Đây cứ nhớ giống như chạy xà lan thì cứ ủ cho nó đóng đó là rồi. Đây nè nguyên cái đám lục bình trà bá lửa nè. Ủ vô cái đống đó là rồi luôn. Ủ vô đó là dính nó luôn á. Nè Tiên cánh xăng nè Tiên. Vô ngay chỗ cái ngã ba. Cái ngã ba cái nhìn hướng mấy bên tay trái nó có mấy hoài đó đó. Mấy bên phải bữa anh hai chặt hết rồi. Chưa thả dây rồi. Đó. Tiền ngồi đàng hoàng lại. Tiền ngồi đàng hoàng nó lên nó giật. Ngồi đàng hoàng lại. Giật chưa? Lên ga anh Tạo. Mẹ lái anh Tạo. Lên ga. Trời ơi, giống rồi. Bây giờ mình sẽ lên món ốc nướng. Con này
là mình để gói quéo thơm thơm á. Con này chưa chết. Con này nữa. Con nào đâu chưa, con nào con này chưa với con này. Ơi con nãy lòi ruột rồi. Nó bị nổ hồi nãy đó. Đâu con nào chưa chế. Đó đó. Ôi vậy chị Hai xách ra đi chị Hai ơi. Ghê quá. Đâu có. Con này, ôi con nhìn này, hấp con dẫn này. Quá à. Con đó lòi ruột rồi hả? Con đó bị lòi ruột rồi. Nhét vô lại. Trời nhìn ngon quá hả? Ờ làm thôi. Ăn dụng quá rồi. Nóng quá, còn nóng lắm. Chút thôi mới được. Chút xíu nữa mới được. Rồi con nào con vô. Ôi con nào con nấy con ốc quá mà. Cho nó khô khô nó kẹo. Mấy ngon thôi. Này kẹo đó. Khô xíu nữa. Khô xíu nữa mới ngon. Đây bây giờ qua đây nè. Mình sẽ qua đây nè. Mình sẽ làm cái khâu là chưa. Đây là cái nước sá tiêu với Hai làm nè. Ôi ốc con nào con nấy mập ú ụ luôn. Nè, như cái con này mà nó sôi nó con này chưa chế mà nước nhiều quá bỏ nước đó đi anh Hai. Đổ nước ra đi. Đổ nước ra đi anh Hai. Nè anh Hai ăn thử không anh? Không. Con thử con. Hết nước luôn. Thấy cái xả kìa hả? Thấy cái xả kìa chọn. Nè đưa cái xả cứng cứng cho anh Thơ chọn nè. Ăn thử con cái nhà. Hôm nay đưa cái cứng cứng đưa anh Hai. Với nó mềm xèo quá, nào cứng rồi. Cũng có cái thôi em về nè. Đây. Wow. Mít nắp luôn. Chưa cho anh ăn ngon quá. Cái view này mà làm mâm ốc nướng này thì còn gì bằng nữa. Thiếu view này phải thiếu hồi đi ra ngoài ngồi mới được. À, con xin đâu xin đâu. Rồi đi giờ mấy tôi đi, mai có nhân viên khác đi đi. Rồi giờ chặt không kịp ăn luôn. Chặt không kịp ăn luôn. Tội nghiệp nó đừng nói nó đây mà nó chặt vô tay khổ lắm. Không vậy đó mới ngon. Vừa chặt vừa ăn vậy đó mới ngon. Làm ra rồi hết ngon lắm mẹ. Đúng rồi, chặt vậy đó không ngon. Em là nhiều khi ở ngoài Vũng Tàu á, mẹ em chặt nhiều á, nhiều khi chặt nhiều là em thôi cho anh đi. Ăn đi, em mới ăn đây này cho anh đi. Cái hoài nó hơi ngon. Vậy nó đại đi, cái đó nó ngon á. Rán cháo nó ngon á. Rồi. Để ghế. Ghế ngồi đi. Rồi. Nhau mua rồi trên mạng là đúng rồi. Ơi mua rồi chở xe ba gác xuống luôn á. Có nước hấp luôn kìa. Đó. Vừa nước này nãy anh Hai đi chặt nè. Về ăn liền tại chỗ luôn. Cái này như nó mới tráng cháo mà tiền. Dạ nó mới tráng cháo hơi non. Tưởng lên đây nằm ngủ rồi mất giống nằm ngủ còn quá trời hoạt động. Vừa đâu. Đi thôi vậy đi tiền ừ đúng rồi vậy đi các kiểu nữa. Chở cái muỗng lại đó chị Hai à. Thì coi mấy cái tiền tao quay tao tắm xong rồi nhảy đùng đùng nữa kìa. Ờ chặt ngang vậy nó ấy thôi nè anh. Anh ăn đi không anh? Ừ. Còn đó. Đó. Ngon chị Hai, được chị Hai. Nước hơi mặn mặn ha. Vô luôn. Hơi non, cái này hơi non. Hơi non. Có ăn đỡ đi. Bữa tao đi dạy về nhắn tin cho anh ơi, anh ơi mua hàng em nó phát vừa nước. Lấy ăn này con ăn vừa nước không? Đồ giỏi ăn kiệt luôn, không có chỗ nào bán á. Đi ăn không con? À, chặt ăn liền tại chỗ vậy nè, nó mới ngon. Có hiền này phải cho gặp bà xui. Xin mời cả nhà.